Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn xin phép cha mệnh sinh năm 1970, sinh tháng 9 dương lịch. Cuối tháng 9 rơi vào tháng Tuất. Các bạn nên xem lại bài Quy tắc căn bản để tính mệnh khuyết. Bài này sẽ tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ và những mật mã căn bản. Người này sinh 1970, sinh tháng 9 dương lịch, canh Tuất, Bính Tuất, Quý Sửu, Đinh Tỵ. Đây là một người thiện tri thức, giàu có của cải và giàu có về lòng thương người. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, Nhật Can, mệnh ngày sinh là hạt giống. Người này sinh ngày Quý hành thủy, thủy âm. Quý thủy hành thủy âm, thường người sinh ngày âm, tướng mạo từ trung đến vừa, khó được cao lớn. Quý thủy đại diện cho nước ao hồ, thường nhẫn nại, nhiều hoài bão, nhưng lại khá bảo thủ. Trong tứ trụ, trụ tháng có lực mạnh nhất. Tuất đại diện cho hỏa thổ. Tiết khí tuy là giữa thu phân, nhưng Tuất là hỏa thổ. Năm Tuất, tháng Tuất, ngày Sửu, mệnh đa phần là thổ và hỏa quản. Mệnh hoàn toàn không có mộc. Ngày sinh Quý hành thủy, đa phần là thích kim. Mệnh này kim cũng rất dày. Sinh ngày Quý thường thích thủy hay thích kim, tuy nhiên mệnh quá nhiều thổ sẽ triệt đi mộc và thủy. Dụng thần đầu tiên của người này phải là mộc. Dụng thần thứ hai là thủy. Dụng thần tức là thiếu và khuyết. Kỵ hỏa và thổ. Kỵ là dư, kỵ thần là dư. Dụng thần là khuyết là cần. Đa phần người sinh tháng Tuất hoặc năm Tuất có khiếu kinh doanh, thích buôn bán và khéo giao tiếp. Trong đời sống hàng ngày, họ khá hiếu thắng với chính bản thân mình, luôn muốn đạt thành quả trong công việc, trong nỗ lực của mình. Sinh ngày Quý hành thủy âm, cung tài lộc là cung hỏa dương. Mệnh có nguồn hỏa rất dồi dào, đây là mệnh nhiều tiền của. Thực tế ngoài đời, anh ta là một người rất nhiều tiền của. Mệnh nhiều thổ đại diện cho bao dung, ban phát, nhân ái. Và thực tế, anh ta cũng có nhiều lòng giúp người, thương người, đang làm công tác đào tạo. Bản thân mệnh này có mật mã thiên tài. Sinh ngày Quý trong tứ trụ có hỏa âm. Thiên tài là mật mã giúp người, đầu cơ, làm từ thiện, làm thiện nguyện. Đa phần Khải Toàn dựa vào mật mã thiên tài để ưu tiên nhận xem một lá số. Mệnh có sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tài hoa, thông minh, sáng dạ, tư chất thanh cao. Mệnh có sao quý nhân. Cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Bản thân của anh rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Bản thân có sẵn mật mã quý nhân và trong đời sống hàng ngày anh rất tốt với mọi người. Xét về đại vận, trước 42 tuổi là vận dần. Mệnh vốn kỵ hỏa, dần tốt là hợp hỏa. Trong giai đoạn này anh kể rằng có rất nhiều biến cố. Với cách cục lá số tương tự, thời vận, đại vận mỗi 10 năm chỉ cần gặp kim hoặc thủy là giúp thân vượng sẽ quản được tài lộc và công danh. Anh vừa có tài lộc, anh vừa có chức vị cao. Nếu một người sinh cùng ngày, khác tên họ đã khác rất nhiều. Nếu một người sinh cùng ngày tháng năm sinh với người này, sinh vào giờ Tý hoặc Hợi có thể là mệnh tốt. Ngược lại, nếu sinh giờ Ngọ, giờ Mùi, lá số sẽ kém hơn.
Thời vận hiện tại của anh 54 tuổi. Anh hành vận Nhâm Thìn. Thìn có xung với Tuất, đại diện cho Thái Tuế. Thái Tuế đại diện cho hao tổn thị phi, sức khỏe kém. Nói về hao tổn, có làm sẽ có hao. Nói về thị phi, nếu trước đây mình không gieo thị phi, đến năm hạn thị phi sẽ không có gì trở ngại. Nói về ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu mình biết dưỡng thân qua ăn uống, qua dưỡng sinh, thì sức khỏe của mình dù thế nào vẫn khỏe mạnh. Vì vậy, với người sống lành, sống thiện thì Thái Tuế không phải là vấn đề. Vẫn có Nhâm hành thủy. Nhâm tương trợ cho Quý hành thủy, đại diện cho vận khá. Đến vận sau, Quý Tỵ, vẫn có thủy đi kèm. Tỵ trùng tỵ. Thông thường đại vận xuất hiện chữ trùng với ngày hoặc giờ sinh, đại diện cho sức khỏe trưởng bối kém. Tóm lại, đây là một mệnh rất nhiều tiền của. Nguồn tài lộc luôn dồi dào, nguồn chức vị luôn cao, nhưng bản thân luôn cần sự tương trợ, luôn cần tri thức mới có thể hành vận. Người thiếu mộc nên biết pháp khí bên cạnh nên có mèo, hổ. Mèo hổ là mộc, nên có thạch anh xanh lá. Nhà ở nên có nhiều cây cối. Và đặc biệt thường xuyên ăn chay để trợ vận. Mỗi ngày thắp nhang là mộc hỏa, tụng kinh gõ mõ là hành mộc. Bí quyết nạp mộc của người thiếu mộc là thỉnh một pháp khí thuộc mộc và mỗi sáng nên dậy sớm đón khí dương. Với người thiếu thủy nên ở gần nguồn nước, càng mát mẻ không khí càng mát mẻ càng tốt. Không thể thiếu màu đen hoặc màu xanh dương. Chuột heo cũng là thủy. Hãy toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.